2, 4, 6, được 8 em thôi các bạn ơi. Đi bắn 8 em là cái trò nhắn là hết bắn được rồi, đi về các bạn. Rơi không? Rơi không? À, vẫn gượng à. Vẫn gượng à. Vẫn gượng à. Trúng bạn rồi đấy. Vẫn gượng kìa. Rơi xuống. Vẫn gượng. Đây thì mình không thể ấn được rồi các bạn. Vẫn gượng. Rơi không? Nè, bắn giữa người này. Vẫn gượng này. Ngói nữa nha anh em. Ui. Hai ngói nha. Hai ngói. Bye. Hai con cu rằn các bạn. Chết rồi. Sao đi vào đấy nè? Khóa cổng. Không nào được. Tiền sư bố mày, tao cho mày học phát kìa. Con đó nha. Con này phải vặt lông cánh á. Con nó sẽ bay. Ngói, nó không phải đĩ ngựa. Cứ tưởng là ngói. Tiếp tục một em nữa nha anh em. Chạy thì sao mà chạy con. Ý.
chết. Ngang người, ngang người sống đằng nào. Quá phê. Chá quá, không có đường nữa chứ. Trúng dây điện. Điện á, à, vẫn rơi. Trúng dây điện tức lên nó vẫn rơi các bạn. Nó rơi trong đây này. Trúng dây điện dưới ngực nó, tức lên nó vẫn rơi. Đây nha, cua ngói nha. À, gãy cánh, gãy cánh, gãy cánh. À. Bay gì được nữa mà bay. Không biết nữa. Ui, ơi. Bay. Giờ cũng nắng rồi các bạn ơi. Rơi. Bắn nó không kịp bay. Nó chết rất là đẹp các bạn. Đây này. Nó rơi này các bạn thấy không, nó nè. Nó chết ở đây này. Mà mình đi kiếm ở dưới đất các bạn. Chết thật sự. Đợi cái dính này sẽ cùng đi. Đây. Rơi đi còn máng trên cây nữa.
mình thấy mình bắn nó một cái rồi nó hết thở rồi, bắn giữa người rồi. Ôi còn sống. Xào quá. Rồi ok nha các bạn ơi. Trời giờ cũng nắng lên rồi các bạn. Cu nó đậu tản lạc đó rồi. Nó không có ra dây điện nữa ha. Đây số mình bắn ở đây. Rồi về mình sẽ cho các bạn xem kết quả nha. Rồi ok. Giờ mình sẽ nghỉ, mình không bắn nữa. Về mình nghỉ ngơi các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem kết quả hôm nay ha. Trời nắng quá rồi. Mình chạy nãy giờ vòng vòng nãy giờ không thấy con nào á, thấy đựng con đó bắn hụt rồi thôi, về luôn các bạn ơi. Ok nha các bạn ơi. Chỗ này hơi mát, mình lấy chỗ này mình cho các bạn xem kết quả ha. Đây được bao nhiêu đây nha các bạn. Một cu ngói này. Hai cu ngói này. Còn con ngói rồi này, con ngói này hơi tơ các bạn. Ba con ngói này. Một con sáo, một con vằn, hai con vằn, ba con vằn và bốn con vằn. 2, 4, 6 được 8 em thôi các bạn ơi. Đi bắn 8 em mà cái trời nắng là hết bắn được rồi, đi về các bạn. Rồi nha các bạn ơi, kết quả của mình đây nha. Rồi. Đây. Cái nhỏ hôm nay đấy, kết quả của mình được nhiêu đây nha các bạn ơi. Rồi ok, clip mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Rồi để coi hôm nào rảnh rảnh mình sẽ tiếp tục đi săn tiếp nha các bạn ơi. Rồi ok nha, bye bye nha.